Ngày hội mẹ bầu sắp được tổ chức tại Cà Mau rồi các gia đình bầu ơi. Lần đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long trải nghiệm cảm giác đau đẻ. Được rồi, con đau dữ rồi bác ơi. Được, con gò đến liên tục luôn. Cùng vô vàn quà tặng cực kỳ hấp dẫn, quà check-in, quà bốc thăm trúng thưởng, quà tặng và đồ dùng cho mẹ và bé từ các nhà tài trợ. Đặc biệt đó chính là 5 suất nâng cấp phòng nội trú khi đặt cọc với Kim Phương Châu. Ngoài ra, gia đình bầu còn được hỏi đáp cùng các bác sĩ chuyên gia sản khoa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Chí Công, trưởng khoa khám bệnh sản phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Hạc sĩ bác sĩ Lương Ngọc Bích, phó khoa cấp cứu sản phòng sanh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Ngày hội mẹ bầu sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ đến 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7 2024 tại khách sạn Phú Cường Cà Mau. Một dịp hiếm có, khó tìm cho các anh chàng trải nghiệm cảm giác đau đẻ để thấu hiểu cảm giác của các mẹ bầu sắp sửa trải qua. Đăng ký tham gia ngay cùng Phương Châu thông qua các kênh truyền thông của Phương Châu nhé các mẹ. Không giới hạn số lượng người tham gia, mình rủ nguyên cả nhà đi cùng cho vui luôn các bầu ơi.